Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Dũng động, quân nhân ra đi bí ẩn sau khi nhập ngũ, phát hiện đoạn clip rùng rợn trước lúc ra đi, liệu bi kịch Trần Đức Đô năm xưa có lặp lại. Thưa quý vị, thật sự quá sức chịu đựng, một sự việc đang gây phẫn nộ trong dư luận khi mới đây lại tiếp tục một quân nhân 19 tuổi ra đi bí ẩn trong khi vừa nhập ngũ tại Ba Vì, Hà Nội Nhìn những vết tích thật không dám tưởng tượng những gì đã xảy ra. Bất giác dùng mình nhớ lại vụ án Trần Đức Đô, vẫn cách điều tra cũ, vẫn kịch bản không khác gì như trước. Mọi trách nhiệm đều quy về em thanh niên xấu số. Khiếp thầy trước khi em ra đi, em đã có nhiều lần thông tin về tình hình hiện tại trong quân ngũ cho người thân ở nhà. Tuy nhiên, người nhà cũng chỉ nghĩ là lính mới nên sẽ có những bất đồng riêng với các lính cũ. Ai ngờ có sự việc khủng khiếp đến bước này. Đến nay, sau khi đoạn clip và tin nhắn vừa lộ ra giới lãnh đạo đã không hiểu bằng cách nào cho bị tất cả bằng chứng liên quan cùng lúc cấm khẩu luôn người thân và giữ tất cả mọi sự thật sau xôi lại tự ý kết luận em tự tìm về với ông bà rồi cho dừng tất cả hoạt động điều tra hãy cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây thưa quý vị và các bạn mạng xã hội gần đây đang lan truyền hình ảnh và video về quân nhân này em đây là nguyễn văn hào sinh năm 2004 quê ở thôn kính nỗ xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội Em này tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ vào tháng 2 năm 2023 và được biên chế tại tiểu đoàn 97, binh chủng pháo bình, đóng quân ở xóm 5, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội. Theo thông tin được đăng tải bởi người thân trên mạng xã hội, thì Nguyễn Văn Hào qua đời chiều qua. Các hình ảnh chụp của quân nhân này do gia đình cung cấp cho thấy nhiều vết thương không rõ nguyên nhân và ảnh chụp nội dung biên bản khám nghiệm mà gia đình đã được cơ quan chức năng giao cũng cho thấy quân nhân này có nhiều điểm bất thường. Trên trang Facebook có tên Trần Hà, loan truyền các video và hình ảnh của quân nhân đi nghĩa vụ tử vong có dòng trạng thái. Trả lại công bằng cho cháu tôi, cháu tôi đóng quân ở tiểu đoàn 97 xóm 5 xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội. Phóng viên cũng đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Uy Nỗ để tìm hiểu thêm về thông tin. Cuộc gọi sau đó được nhân viên ở bộ phận một cửa tiếp nhận. Người này đề nghị chuyển cuộc gọi qua văn phòng Ủy ban, nhưng sau cùng không ai nhắc máy. Phóng viên sau đó đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Thiềng tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Anh về nội dung kể trên. Theo ông Thiền, huyện đã nắm được thông tin và giao ban chỉ huy quân sự huyện làm đầu mối tổng hợp các thông tin liên quan để báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Đồng Anh cho biết thêm, cơ quan chức năng quốc phòng đang điều tra để trả lời chính thức tới gia đình. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị thăm hỏi, động viên và phối hợp với gia đình lo hậu sự cho quân nhân hào. Hiện tượng quân nhân đi nghĩa vụ bị qua đời tại doanh trại liên tiếp xảy ra tại Việt Nam trong những năm qua khiến dư luận cả nước quan tâm và gây phẫn nộ trong xã hội hầu hết các trường hợp ra đi đều bị đặt nghi vấn về nguyên do. Trong khi phía quân đội luôn kết luận lý do dẫn đến những cái mất mát trên đều là tự nhiên, trong khi đó thì gia đình lại khẳng định con em mình bị đánh mà chết. Trong những năm gần đây, có ít nhất hai vụ việc quân nhân bị chết trong khi thực hiện nghĩa vụ quân sự gây chú ý, gồm vụ việc của quân nhân Nguyễn Văn Thiên ở Gia Lai và quân nhân Lý Văn Phương ở Tuyên Quang. Trong vụ việc của quân nhân Tên Thiên, ban đầu phía đơn vị kết luận nguyên nhân tử vong là do tự ngã, nhưng sau đó đã buộc phải thừa nhận quân nhân này bị sát hại bởi đồng đội, dẫn đến việc bắt giữ ba quân nhân khác cùng đơn vị của Nguyễn Văn Thiên. Trước đó, phải kể đến trường hợp của quân nhân Trần Đức Đô ở Bắc Ninh cũng bị tử vong khi đang đi nghĩa vụ quân sự vào tháng 6 năm 2021. Sự việc này gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận cả nước, và mặc dù gia đình một mực khẳng định con em mình bị đánh tử vong, nhưng phía quân đội sau cùng vẫn kết luận là do tự sát. Vụ việc sau đó đã bị lắng xuống khi các báo đài dừng đưa tin biệt phủ trái phép trên đất vàng đặc khu Vân Đồn. Thưa quý vị và các bạn, hàng chục công trình kiên cố được một đại gia có máu mặt xây dựng giải rác trên diện tích gần 24 hecta đất rừng thuộc thôn 6 xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Hàng chục năm nay, dưới vỏ bọc dự án trồng rừng đang được dư luận quan tâm gần đây. Còn nhớ cách đây 20 năm trước, ý tưởng thành lập một đặc khu kinh tế ở Vân Đồn đã được chính quyền cùng nhân dân Quảng Ninh vô cùng kỳ vọng. Sau những nỗ lực không mệt mỏi, cánh cửa đặc khu đang dần mở ra, hứa hẹn trở thành một bước đột phá vượt bậc về kinh tế của Quảng Ninh nói riêng và miền Bắc nói chung. Mới đây dư luận cả nước xôn xao về việc báo chí phát giác hàng loạt resort trái phép được các đại gia đất mỏ xây dựng để phục vụ nhu cầu ăn chơi trên các đảo giữa vịnh Bái Tử Long. Dưới lá buồn nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng rừng, hàng loạt công trình đồ sộ đã được các đại gia âm thầm xây dựng. Tại Vân Đồn lại rộ lên thông tin một hệ thống biệt phủ được xây dựng trên đất rừng ngay giữa trung tâm huyện. Phóng viên chúng tôi đã thâm nhập thâm cung của những biệt phủ này và không khỏi choáng váng trước độ chơi của chủ nhân. Nằm cách trung tâm huyện chừng 1 km về phía chùa Cái Bầu, một khu vực rộng gần 24 hecta được quây kín bằng hàng rào gạch cao gần 3 m. Bên trong như một thiên đường lộng lẫy có sự kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại. Khu vực này thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn Vân Đồn Farm, công ty thực hiện dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái. Công trình nổi bật dưới những tán cây là một khu nhà sàn hai tầng mái ngói. Đây là nhà hàng vườn của khu biệt phủ. Bên trong có rất đông người đang tụ tập để tham gia lễ ra mắt của một đơn vị. Cách đó trường 30m là một ngôi nhà có kiến trúc cổ được xây dựng bằng gỗ nằm im lìm dưới tán cây. Đi sâu vào bên trong, chúng tôi càng bất ngờ hơn khi khu vực này được xây dựng trên núi nhưng chủ nhân biệt phủ này vẫn cho đào ba cái hồ ở lưng chừng núi. Trên hồ là những cây cầu bê tông có mái tre được bắc ngang để tạo cảnh quan hồ này được đặt tên là ao cá bắc hồ đứng tại vườn phóng tầm mắt ra xa là khung cảnh hùng vĩ của núi đá vịnh bái tử long bên dưới là hàng chục công trình được xây dựng dài rác khắp khu rừng với quy mô của hệ thống công trình này ít nhất cũng phải đổ vào đây vài trăm tỷ nhưng không hiểu sao họ xây trên đất rừng cả chục năm nay không thấy ai hỏi hàn hay xử phạt cả anh tê thắc mắc khi được hỏi trước khi dự án được phê duyệt những công trình này đã được xây dựng trái phép nhưng sau phía chính quyền không xử phạt đại diện ủy ban nhân dân xã Hạ Long nói rằng cũng có xử phạt nhưng quá lâu rồi nên hồ sơ lưu trong kho rất khó tìm lại. Qua tìm hiểu và được biết từ năm 2003, ông Bùi Hạ Long hiện là phó tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh mua lại đất của một số hộ dân tại khu vực thôn 6 xã Hạ Long, Vân Đồn với tổng diện tích lên đến 238.280 m2. Sau đó ông Long bắt đầu khoanh vùng cải tạo và dần xây dựng những công trình kiên cố để lập trang trại. Hiện trạng đất lúc ông Long thu mua bao gồm một ít đất ở, còn lại là đất trồng rừng. Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng chỉ được bàn giao cho thuê đối với các đối tượng cộng đồng cư dân thôn, hộ gia đình cá nhân đang sinh sống trên địa bàn cấp xã nơi có rừng để trực tiếp sản xuất lâm nghiệp và nghiêm cấm các hành vi mua bán trao tay. Trong khi đó, ông Long có hộ khẩu thường trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Như vậy, hành vi mua đất của ông Long đối với các hộ dân là hoàn toàn trái pháp luật các chuyên gia nhận định. Không chỉ sai phạm về việc mua bán, chuyển nhượng đất, ông Long còn vi phạm nghiêm trọng khi tự ý xây dựng các công trình kiên cố trên đất rừng mà chưa được sự đồng ý phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tại sao ông Long tự ý thay đổi hiện trạng đất trong gần mấy năm trở lại đây nhưng không bị các cơ quan chức năng xử lý? Thậm chí phía chính quyền còn có dấu hiệu hợp thức hóa những sai phạm của ông Long, thành lập dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái. Nhiều người đặt câu hỏi. Trong khi đó, nhiều người dân xã Hạ Long nói rằng, từ khi ông Long mua lại đất ở khu vực này, chỉ thấy xây dựng thêm nhà cửa, đào ao thả cá, không hề thấy tổ chức trồng rừng. Rừng đang phát triển là rừng đã được trồng trước kia. Văn hóa xin lỗi và trách nhiệm công chức Thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay chúng ta đều biết nếu chính quyền sai thì chỉ nhận lỗi trước dân, còn nếu mà dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng điều này đang dần thay đổi ở Đà Nẵng. Khi công chức giải quyết thủ tục hành chính mà trễ hẹn trả kết quả cho dân và doanh nghiệp từ hai lần trở lên phải xin lỗi công dân bằng văn bản nếu không có lý do chính đáng sẽ bị kỷ luật hoặc thay đổi vị trí công tác. Đó là quy định mới nhất của thành phố Đà Nẵng được dư luận đánh giá cao vì sẽ góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức trong giải quyết công việc. Thực ra việc bắt buộc công chức phải xin lỗi dân nếu làm sai hoặc trễ hẹn quá hai lần chỉ là một phần trong quyết định 4503 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng nghiêm cấm việc đặt ra thủ tục hành chính tùy tiện để vận động thu tiền của dân ngoài quy định thu vượt mức phí lệ phí cho phép hoặc thực hiện các giao dịch khác những hồ sơ không giải quyết được do không hợp pháp hợp lệ thì công chức phải trả lại cho dân không quá hai ngày kể từ khi nhận kèm theo văn bản thông báo rõ lý do nếu công chức giải quyết hồ sơ chậm hơn thời gian quy định thì phải có văn bản giải thích xin lỗi công dân tổ chức nếu vi phạm từ hai lần trở lên mà không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt xử lý kỷ luật hoặc thay đổi công tác với một địa phương có mức độ hài lòng của dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ công đạt từ 74% đến 98% như thành phố Đà Nẵng, thì việc ban hành một quyết định về công tác cải cách thủ tục hành chính như vừa nêu chứng tỏ lãnh đạo thành phố này không lơ là trong việc sửa mình để làm hài lòng dân, mà cụ thể nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, đặc biệt là những người làm việc ở các lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với dân, dễ phát sinh tiêu cực nhất như nhà đất, cấp phép kinh doanh, thuế hộ khẩu, vân vân. Trong thời đại phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, người quản lý có thể đánh giá hiệu quả của công việc của công chức nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật. Thế nhưng, thành phố Đà Nẵng vẫn buộc công chức phải xin lỗi dân khi không hoàn thành nhiệm vụ là khuyến khích họ vì lòng tự trọng mà không quên rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Bởi đã khoác tấm áo công chức nhà nước, chẳng ai muốn phải xin lỗi dân nhiều lần mà lại là xin lỗi bằng văn bản thì khác gì tự nhận mình yếu kém về năng lực và xa sút về phẩm chất. Lâu nay thường thì trong quan hệ với dân, công chức chỉ hứa bằng một tờ giấy hẹn, nếu trễ hẹn cũng chỉ hãn hữu mới nói lời xin lỗi hoặc chỉ giải thích qua loa đại khái. Ngay cả việc xin lỗi và đền bù thiệt hại cho công dân bị oan sai do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra, theo tinh thần nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng chẳng mấy khi làm người dân thỏa mãn. Bởi cách xin lỗi qua loa chiếu lệ, thiếu chân thành từ người đại diện cơ quan gây oan sai, mặc dù ai cũng biết rằng vì những kết luận không chính xác, vì những bản án oan sai mà nhiều người đã phải đánh đổi cả công danh sự nghiệp, thậm chí là mạng sống của mình. Sai với dân thì phải xin lỗi, xin lỗi để sửa lỗi và trách nhiệm hơn trong vai trò công bộc của dân. Việc ấy không có gì xấu hổ mà là một cử chỉ rất văn hóa, văn hóa xin lỗi của cán bộ công chức. Một báo cáo về môi trường kinh doanh tại nước ta do Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện cho thấy Trung bình mỗi doanh nghiệp mất hơn 29% quỹ thời gian để giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính. Ở Hà Nội, tỷ lệ này là 44,5%, ở thành phố Hồ Chí Minh là gần 39%. Ngân hàng Thế giới cũng nhận định, doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhóm tiêu tốn thời gian nhất cho các thủ tục về thuế. Mỗi năm, một doanh nghiệp mất trung bình 1.050 giờ để nộp 32 lần thuế các loại, gấp 5 lần so với Indonesia. Vì vậy, sẽ rất ý nghĩa nếu mô hình công chức xin lỗi dân vì trễ hẹn quá hai lần như ở Đà Nẵng được nhân rộng ra cả nước để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được kết quả thực chất bởi dù hiện đại đến mấy bộ máy hành chính nhà nước vẫn phải vận hành bằng chính những con người cụ thể là cán bộ công chức